đi khám phá nó thôi. Cô Thảo bấm phép tính sau. 3 cộng 1 bằng bao nhiêu nhỉ? À, để giải được phép tính đó, chúng mình hãy cùng cô làm một bài toán nhỏ nhé. Cô Thảo có 3 trái táo, cô còn thêm 1 trái táo nữa. Vậy cô có tất cả bao nhiêu trái táo? Các bạn giúp cô đếm tổng số trái táo nào. 1 2 3 4. Vậy là cô Thảo có 4 trái táo đấy. Các con đã tìm ra được kết quả của phép tính đó chưa? Đúng rồi, kết quả của phép tính 3 cộng 1 bằng 4. Chúng mình cùng đọc lại lần nữa nào. 3 cộng 1 bằng 4. Giờ cô trò chúng mình hãy cùng nhau thực hiện thêm một phép tính nữa nhé. Cô Thảo có phép tính sau. 2 cộng 2 bằng. 2 cộng 2 bằng bao nhiêu nhỉ? Cô có 2 trái táo, cô cộng thêm 2 trái táo nữa. Vậy cô có tất cả bao nhiêu trái táo? Các con giúp cô đếm số trái táo nào. 1 2 3 4. Vậy là cô Thảo có 4 trái táo đấy. Bao nhiêu bạn đã tìm ra kết quả của phép tính 2 cộng 2 rồi? Tốt lắm. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình cùng đọc lại nào. 2 cộng 2 bằng 4. Giờ hãy cùng cô đi thực hiện một phép tính nữa nhé. Cô có phép tính 1 cộng 3 bằng bao nhiêu nhỉ? Cô có 1 trái táo, cô cộng thêm 3 trái táo nữa. Vậy cô có tất cả bao nhiêu trái táo? Các con giúp cô đếm số trái táo nào. 1 2 3 4. Vậy là cô Thảo cũng có 4 trái táo đấy. Con đã tìm ra kết quả của phép tính đó chưa? Rồi đúng không? Kết quả của phép tính 1 cộng 3 bằng 4. Chúng mình cùng đọc lại lần nữa nào. 1 cộng 3 bằng 4. Có tất cả 4 chấm tròn đấy. Vậy nếu cô có 1 chấm tròn, cô cộng thêm 3 chấm tròn. Hỏi cô có bao nhiêu chấm tròn? Cô có 4 chấm tròn. Vậy nếu cô có 2 chấm tròn, cô cộng thêm 2 chấm tròn nữa. Cô Thảo có bao nhiêu chấm tròn? À, cô Thảo cũng có 4 chấm tròn. Là chỉ qua
này vào vở nhé. Giờ cô cho chúng mình hãy cùng nhau làm một bài toán thực hành để hiểu hơn về các phép thuật trong phạm vi 4. Biểu thị tổng số chim. Có 3 chú chim. Cô còn thêm 1 chú chim nữa. Vậy cô có tất cả 4 chú chim. Học thất vọng trong phạm vi 4 thật dễ và thú vị phải không nào? Nếu các con yêu thích video bài giảng thì hãy nhanh tay đăng ký kênh để được xem những video mới nhất. Và hãy truy cập website vungtienthanh.com để được xem những bài giảng hay và thú vị. Chúc các con có thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các con ở những video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.